Theo kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 vừa ban hành, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình trung tâm dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người cao tuổi cô đơn, bệnh nặng không thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh sẽ được khám và điều trị tại nơi ở. Đồng thời, đến năm 2030 sẽ có 10 quận huyện thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Ngoài ra, bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi có khoa lão và bệnh viện tuyến quận huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi đạt 100% năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Số xã phường thị trấn đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi đạt 50% năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 840.000 người cao tuổi, trong đó 98% có bảo hiểm y tế. Tuổi thọ trung bình của người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh là 76,6 tuổi, cao hơn trung bình cả nước là 73,6 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số, khi số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ là 1,39 con.